Quý vị đang theo dõi chương trình tin tức buổi sáng của BWM TV 57.3. Hôm nay là thứ Năm ngày mùng 3 tháng 1 năm 2013. Ngọc Trâm cùng toàn ban biên tập xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một ngày mới nhiều may mắn và thành công. Sau đây là phần tin thế giới với những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được trong ngày. Thưa quý vị, cựu thủ tướng Berlusconi chỉ trích thủ tướng Mario Monti rời bỏ chức vụ vì quyền lợi riêng tư. Tin từ Rome, thủ tướng Monti rời bỏ quyền điều hành quốc gia trở thành trọng tâm chỉ trích trong những ngày đầu năm 2013. Cựu thủ tướng Berlusconi tấn công với những lời phê phán nặng nề tới ông Mario Monti chỉ vì quyền lợi riêng tư, từ bỏ quyền hành và trách nhiệm với một chức vụ mới tại châu Âu. Thủ tướng Đức Angela Merkel đã nhiều lần ngỏ ý muốn ông Mario Monti nắm giữ điều hành các ngân hàng trung ương. Đài Radio Sky TG24 có một buổi phỏng vấn ngắn, cựu thủ tướng Berlusconi nói rằng thật không thể ngờ ông Monti từ chức trong một thời điểm nền kinh tế quốc gia vẫn còn trong tình trạng khó khăn. Ông Monti đã từng hứa hẹn với Tổng thống, với tất cả mọi người dân sẽ mang quốc gia ra khỏi thời kỳ khủng hoảng và nền kinh tế sẽ có dấu hiệu phục hồi. Nếu bản thân ông Berlusconi biết trước về bản thân ông Monti chỉ đặt quyền lợi cá nhân lên trên hết, chắc chắn sẽ không bỏ phiếu chấp thuận cho ông Monti trong chiếc ghế thủ tướng trong những ngày tháng qua. Bản thân ông Berlusconi muốn quay trở lại quyền điều hành quốc gia với chức vụ thủ tướng trong mùa bầu cử tới. Ban vận động tranh cử cho cựu thủ tướng Berlusconi đang gặp nhiều khó khăn, không được đại đa số dân chúng ủng hộ, so với ứng cử viên Berlusconi Bersani được hơn 40% dân chúng muốn bỏ phiếu trong chức vụ thủ tướng.